là đến hẻm 701. Nếu mà đi từ quận 8 thì đến hẻm rồi mới đến cầu ha. À, bên phải chúng ta đó là hẻm 701, mình sẽ quẹo rồi phải vô. Không biết nhà của anh chị là nhà nào đây? Đã bao lâu rồi anh chị không về? Hôm nay chúng ta sẽ có dịp nhìn lại. Bên cánh trái là 701-1, bên cánh phải là 701-2. Tôi xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Cũng sắp đến ngày lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ rồi, ở nước ngoài, thì hôm nay cũng xin chúc đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cho gia đình luôn an lành và hạnh phúc. Và sẵn ngày hôm nay em có việc đi qua khu quận 7 thì gửi một số hình ảnh ở con đường Nguyễn Thị Phạm Thế Hiển và nối liền Trần Xuân Soạn, chúng ta đang đứng trước mặt đây là tòa nhà thờ Mông Triệu, nằm ở trên đường Phạm Thế Hiển. Và trước mặt chúng ta đó là cây cầu Chữ Y, một cây cầu rất nổi tiếng, rất lâu đời ở Sài Gòn rồi nè. Và sau lưng chúng ta đó là con đường đi về con đường Phạm Thế Hiển đi về hướng chợ Phạm Thế Hiển rồi đến ra cái đại lộ Nguyễn Văn Linh đi về Bình Chánh luôn ha. Cái đường Phạm Thế Hiển này rất là dài, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ cầu Chữ Y này và đi đến con đường Trần Xuân Soạn, rồi mình sẽ ghé ngang một cái hẻm. Và cái comment này em cũng tiếp nhận cũng rất là lâu rồi, thì hôm nay chúng ta lại có dịp mình quay lại và đi ngang đó ha. Và Sài Gòn bây giờ là 3:30 chiều. Hôm nay mấy ngày Sài Gòn thì không có nắng, trời thì thỉnh thoảng lác đác những cơn mưa. Có lẽ thời tiết gần Tết là như thế. Chúng ta đi qua đây là ngã ba Dạ Nam và Phạm Thế Hiển nè. Bên trái là những cái dãy nhà sàn cặp theo con kênh Tàu Hủ. Và nơi đây có một cái trạm biến điện ở phía trước chúng ta đó. Và đi tới tí nữa đó là cầu Nguyễn Văn Cừ. Thì quận 8 với quận 7 nối liền nhau bởi một cái con đường, đó là con đường Phạm Thế Hiển này. Và đường Trần Xuân Soạn thì nối liền với đường Phạm Thế Hiển. Chúng ta đang đi trên Phạm Thế Hiển và đi một xíu nữa là Trần Xuân Soạn. Ở trong đây đang làm công trình, đang làm ở bên khu vực quận 7. Em cũng có nhận rất nhiều comment của anh chị, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ đi cái hẻm 701 Trần Xuân Soạn ha, phường Tân Phong, Tân Hưng chứ ha, Tân Hưng quận 7. Còn cái comment của một cái anh chị, nhưng mà comment đó ở cư xá ngân hàng ở quận 7, nhưng mà em chưa đến đó, để xíu nữa nếu còn thời gian chúng ta sẽ dạo quanh cái khu cư xá ngân hàng ha, để các anh chị và các bạn có dịp nhìn lại. Không biết đã bao lâu rồi các anh chị chưa có dịp về Sài Gòn, và hôm nay cái video này sẽ gửi đến các anh chị chúng ta gần với Sài Gòn hơn. Đây là cầu Rạch Ông nè, nơi có một cái quán cơm sườn
số 347 47 Phạm Thế Hiển, dưới chân cầu Đàn Ông luôn ha. Hôm trước em có review cái quán cơm sườn đó, cơm sườn 30.000 ở quận 8, miếng sườn rất là lớn. Có vẻ lẽ bây giờ heo lên giá rồi, chắc giá khác rồi. Cầu Đàn Ông này nhìn bên cánh trái là bên quận 4. Hôm qua chúng ta có chạy vô cái hẻm ở bên quận 4 đó, cầu cầu Kiệu. Hẻm cầu Kiệu, cầu cầu Dừa đó. Chúng ta qua bên đây là đường Trần Xuân Soạn quận 7 rồi nè. Mình đi tí nữa thì sẽ có cái hẻm 701. Ngày xưa bên cánh trái và đó là những cái dãy nhà sàn ven sông, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa. Nhà chúng ta đang trống, hẻm cái khu dân cư đó thì đã không còn rồi. Thì chắc có lẽ một cái dự án khác chuẩn bị thay thế. Thấy khung cảnh buổi chiều ở quận 7 nè. Ở Sài Gòn luôn, giống như quận 7 nè. Ở đây thì thấy có rất nhiều hàng quán. Ở đây buổi sáng là cái chợ, chợ nhỏ nhỏ. Bán cá, bán rau, bán thịt. Cái nhóm, cái nhóm chợ số 999 Trần Xuân Soạn. Con đường này chắc có lẽ tương lai sẽ giống như đường Bến Văn Đồn ở quận 4 vậy đó. Ngày xưa thì có một cái dãy nhà sàn ở bên cánh trái, nhưng mà ngày nay thì không còn. Nhưng mà cái dự án xây dựng vẫn chưa có. Mình thấy nó đang hơi hoang tàn tí. Bên tay phải chúng ta đó là hẻm 903 ngày xưa, bây giờ là một cái con đường rất lớn. Mình đi tới tí nữa thì có hẻm 701. Hẻm 889. Ta vừa qua bệnh viện Tân Hưng. Những xe chuối bán trái cây, bán dừa, cóc, hỏi, mận ở bên đường nữa ha. Khi gần Tết thì các hội chợ, các xe, các ghe trái cây ở các tỉnh đem lên đây bán ở trên đường Trần Xuân Soạn này rất là nhiều nè. Và ngày thường thì cũng có bán buổi sáng với lại buổi chiều, buổi trưa thì ít. Chiều mát mát họ dọn ra ngoài cái mé sông này nè, họ bán rất là nhiều. Chúng ta tới hẻm 799 nè, 793 nè. Hẻm 793 bây giờ đi thẳng vô là
cuối hẻm là khu Him Lam, khu nhà giàu đó. Đây là 783, bây giờ là chung cư cao cấp Hoàng Anh Gia Lai. Và hẻm 701 của chúng ta nằm bên tay phải. Ta sẽ chạy từ từ nha, tới hẻm 701 mình sẽ đi vô. Chạy vô thử cái hẻm này không tới đâu ha. Ở đây thì có miếu Bà Cố, miếu đình Quang Hải. Hôm nay Sài Gòn hơi tối tối nên hình ảnh có vẻ không đẹp cho lắm, anh chị bạn thông cảm. Rồi, chúng ta sắp đến hẻm 701 rồi đó. Hẻm đó là vừa qua cái cầu Kinh Tẻ là chúng ta đến cái hẻm rồi. Khi mà đi từ quận 7 vừa qua cầu Kinh Tẻ là đến hẻm 701. Nếu mà đi từ quận 8 thì đến hẻm rồi mới đến cầu ha. Bên phải chúng ta đó là hẻm 701, mình sẽ quẹo bên phải vô. Không biết nhà của anh chị là nhà nào đây, đã bao lâu rồi anh chị không về. Hôm nay chúng ta sẽ có dịp nhìn lại. Bên cánh trái là 701-1, bên cánh phải là 701-2. Cuối hẻm ta có ngã rẽ bên phải nè, bên phải nha. Ở đây có cái tịnh xá Ngọc Ân. Đó là hẻm cùng, chúng ta sẽ quẹo bên phải. Đây là 701-20, 20-5. Tới đây là hẻm cùng rồi. Chúng ta sẽ quay trở ra thôi. Chúng ta quay trở ra nhé. Trong kia có cái hẻm 11, xịt 12, xịt 11, xịt 3.
trong đây thì cũng có mấy hẻm nhỏ nhỏ. Ở đây rất là yên tĩnh ha. Bên cạnh trái là 701/6. Chúng ta quay trở ra đường Trần Xuân Soạn. Trước mặt chúng ta đó là dòng kênh Tẻ. Một số hình ảnh ở hẻm 701 Trần Xuân Soạn gửi các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị xem video này thì cho em xin cái comment ha, để em biết là anh chị có xem và không biết có đúng hẻm đó hay không. Nếu mà không đúng thì các anh chị cho em xin cái địa chỉ đúng để em có thể đi lại và các anh chị có thể nhìn rõ hơn hình ảnh xóm làng của ngày hôm nay như thế nào. Và một lần nữa xin chúc tất cả anh chị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc, chúc cuối tuần vui vẻ và thật nhiều niềm vui bên bạn bè, người thân và gia đình nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi.